Đây các bạn, đây là cái khu vực để mình lấy hành lý, vali. Đây, rất là đẹp nha bạn. Đó, bây giờ mở lên, tẩy đi. Này, đi vẫn. Dạ rồi. Đó, thì mọi người lấy đồ xong thì sẽ đi đây. Giờ cho các bạn xem không gian. Đó. Hả? Nói gì vậy hả? Hello. Em gái Sita. Vy nói gì vậy Vy? Vy nói gì mà nói? Để đang nói với bố kìa bố. Nó có con máy thứ tiếng nè. À, này tiếng tiếng Hàn Quốc không à. Tiếng Tàu mà. Ừ. À, máy bay. À, máy bay giờ. Nè, máy bay hàng. Cái lịch bay ha. Korean. Đây đây là cái xe buýt. Robot thông minh các bạn. À. Đây, xe buýt. Xe buýt nè. 공항 내 다양한 시설을 이용해 보세요. 아래에서 선택해 주세요. ở đây nè, custom đây bạn, này có Hàn Quốc, Nhật, đây này khai báo hải quan các bạn, chỉ có mấy thứ tiếng, đây có Việt Nam. Thái Lan nè, Germany nè, Trung Quốc nè, Hàn Quốc nè, Mỹ nè. À, này thời khai nhập cảnh rồi. Elsa, cái gì của Elsa? Nói tình khác thử con đỡ nó to lên nó... Nè, what the weather today? Là như hàng. À. 죄송해요. 제가 할 수 없는 일이에요. I'll show you where you can pick up your baggage. If you choose the transportation you want, I'll show you where you can get it. Đây là Elsa, Elsa robot thông minh. Đấy, này không gian lấy hành lý ở Hàn Quốc, Korea nha các bạn. Rất là đẹp. Rồi, xin kết thúc clip tại đây nha.